Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Dân chơi phá đảo H2 cực kỳ ác, đẩy full đồ chơi bãi cháy, cái thánh phần kho lớn lên đến là 231 mã lực, là cực kỳ khủng nhất ở Việt Nam. Kawasaki H2 vốn là một cái chiếc mô tô mạnh mẽ với công suất cực đại lên tới là hơn 200 mã lực. Vậy mà chủ nhân của xe lại trang bị thêm một gói độ và điều chỉnh lại công suất máy tăng thêm 28 lực, giúp cho chiếc Kawasaki H2 độ lần này sẽ tăng lên thành 231 mã lực đầy ấn tượng. Kawasaki H2 là một trong những cái mẫu siêu mô tô mạnh nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên chủ xe chưa hài lòng với cái sức mạnh là 203 mã lực trên chiếc xe nguyên bản, nên đã độ lại công suất tăng thêm là 28 lực nhờ vào những món đồ chơi hàng hiếm. Kawasaki H2 nguyên bản dùng cái động cơ là 4 xà lan hàng siêu tăng áp với dung tích 998 cc, sinh ra công suất là 203 mã lực ở tốc độ vòng tua máy 11 phút, mô men xoắn cực đại 133,5 m tại vòng tua máy 10.050 phút. Chủ xe đã đặt hàng ống xả hiệu Chista, hàng độc của Nhật Bản, sau đó chỉnh cái map mở tua máy, khiến công suất cực đại tăng thêm là 28 lực. Tổng công suất của chiếc xe sau khi độ đạt ở mức là 231 mã lực, trở thành cái chiếc H2 mạnh nhất thị trường Việt Nam hiện tại. Dàn tem xe cũng được thiết kế lại giả vân carbon ở phần đầu. Và điểm gây chú ý trên chiếc Kawasaki H2 nhờ vào cái đầu xe hầm hố với hốc cho lớn, cung cấp không khí cho cái bộ tăng áp ở phía trong. Cái cụm đèn LED Rosento siêu sáng nhưng kích thước nhỏ. Bình xăng nguyên bản đã được phủ một lớp sợi rơm bóng. Chủ xe đã dán thêm cái miếng lót vân carbon ở vị trí tiếp giáp dụng. Những món đồ chơi nguyên bản trên xe đều được là những thương hiệu nổi tiếng như cái cụm con Rainbow. Tuy nhiên tay con cũng được thay loại có thể điều chỉnh được. Trợ lực Cordin giúp đầu xe ổn định vào độ cao, với khả năng tăng tốc từ 0 đến 300 km/h, mất trong vòng chưa tới 20 giây. Chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ gây ra một tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, nên hệ thống lái trên chiếc H2 là cực kỳ ổn định. H2 chỉ có một chỗ ngồi, phần ở phía sau yên là vuốt cao, nhọn, chứ đồng học. Kawasaki H2 nguyên bản có mức giá trị khoảng 1 tỷ đồng ở Việt Nam, nhưng cứ với cái gói độ tăng thêm công suất này, giá trị của em nó phải độ lên cao hơn nữa. Nickelback 110cc nóng nhất của dòng hàng Việt Nam nâng cấp cái động cơ mới nhằm đánh bại mối thủ. Theo giới thạo tin tại Indonesia cho biết, có vẻ như Yamaha đang lên kế hoạch nâng cấp cho cái dòng Street Fighter Sapphire 110, hay còn gọi một cái tên khác Yamaha TX 110 ở thị trường Việt Nam. Và mới đây, thông tin về một loạt mã xe mà Yamaha đã tập trung phát triển và bị lộ ra tại Indonesia, trong đó có tổng cộng 4 mã bao gồm BR5, B5G, B9T và B8D. Trong đó cái mã Yamaha B5R, BR5 được cho là cái mẫu Sportbike R25 phiên bản mới. Còn cái hai cái mã là B5G và B9T hiện vẫn chưa rõ là mẫu xe nào. Và nhưng đáng chú ý một điều là cái mã Yamaha B8D có vẻ là cái mã nhằm ám chỉ vào chiếc Sapphire mới và ở thị trường Việt Nam và có cái tên gọi là TX50. Theo giới thạo tin tại Indonesia thì nhiều khả năng Yamaha đang quyết định nâng cấp cái động cơ cho cái chiếc TX50. Cụ thể, khối động cơ hiện tại có thể được thay thế bằng động cơ 155cc, áp dụng thêm công nghệ là V3 mà hãng đang dùng trên những phiên bản như là R15 mới nhất hay chiếc Vision R hay còn gọi là FZ155i. Nếu đúng đây là sự thật thì cái mẫu Yamaha TX150 mới sẽ được nâng cấp rất đáng giá. Đó chính là cái động cơ 155cc của nhà Yamaha được tích hợp thêm công nghệ là VRA. Cái động cơ mới này vẫn có thiết kế là một sedan với dung tích 155cc, sinh ra công suất khoảng 19 mã lực và mô men xoắn cực đại 14,4 m. Với công nghệ là VRA lần này, vòng tua máy đạt 60 phút. Công nghệ VRA sẽ được kích hoạt giúp cho xe có khả năng tăng tốc là cực kỳ tốt ở vận tốc là khoảng là 440 km/h. Đây thực sự là một cái nâng cấp mà nhiều biker đang mong đợi, bởi hệ thống động cơ hiện tại vốn đã quá lỗi thời. Tuy nhiên có vẻ như việc nâng cấp cái động cơ cho chiếc TX50 không hề đơn giản vì còn liên quan đến phần khung gầm. Vì vậy, Yamaha chính thức ra mắt cái chiếc TX-105 không phải là chuyện ngày 1, ngày 2. Thậm chí phải đợi tới cuối năm nay thì TX với động cơ mới sẽ chính thức được ra mắt. Ngoài những thay đổi về phần động cơ,
Hiện tại chưa rõ Yamaha có lỗi về cái diện mạo của chiếc TX-105 hay không. Có lẽ phải đợi thêm nhiều thông tin từ hãng trước khi cái chiếc TX-105 chính thức ra mắt. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến đây. Hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.